Chào cả nhà nhá. Facebook của mình nó bị nó khóa hết rồi. Bây giờ con vào đi, cái này chắc phải 1 tháng 2 tháng rồi mình chưa dùng cái Facebook này, nên là chắc là nó cái mất cái độ tương tác của 6 giờ 7 giờ. Mọi người vào đi. Ok. Chào cả nhà. Lập cái được cái Facebook nào chó nó đớp hết cái Facebook đấy, bực cả mình. Giờ còn mỗi cái này để livestream. Mình livestream bán hàng, bán thùng rác thông minh cho anh Huỳnh Minh Lục và tiếp tục bán các cái sản phẩm smart của anh Hà Văn Nam. Anh Nam thì mới được cộng sản tha tù, thế nhưng mà trở về với cộng đồng, nhưng mà cái công việc buôn bán thì buôn bán kinh doanh thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn để lấy lại thị trường, nên là cũng mong bà con ủng hộ nhá, cũng mong bà con tiếp tục ủng hộ hỗ trợ anh Hà Văn Nam. Thêm vào đó là các cái sản phẩm thùng rác thì các bạn biết rồi, mình là bán sản phẩm thùng rác từ cái hồi chị Huệ chưa bị bắt. Ở đấy, cái hôm mà bị bắt là đang đi ship thùng rác chị Huệ, mà cái hôm 16 tháng 10 mà 16 hôm 20 tháng 5 mà nó đổ cho chị là gây rối trật tự công cộng ở BRT Bắc Thăng Long Nội Bài, là mình với anh với mấy anh bạn mình còn đang ship thùng rác quanh cái khu đấy. Thế đến lúc về thì mình biết là chị bị tóm, nó lôi vào trong bốt nó đánh rồi. Đấy. Là hôm đấy vẫn đang đi ship thùng rác, là mình bán cái thùng rác này cho anh Huỳnh Minh Lục. Thì cũng tình cờ thôi, thì để kể cho bà con nghe, cho công an thành phố nó biết, suốt ngày nó cứ đe dọa anh Lục để biết về mối quan hệ của mình, rồi là quan hệ với mình như thế nào. Thế thì để kể cho công an thành phố nó nghe, nó khỏi phải tìm hiểu nhá. Thực tế thì các cái mối quan hệ của mình ở trong xã hội thì gặp rất là nhiều mối quan hệ, nhưng mà có những người tốt thì mình chơi lâu, người không tốt thì mình chơi xã giao, còn người mà xấu thì mình chơi một lần và mình không bao giờ chơi nữa. Về cơ bản thì nó là như vậy. Thì đợt hồi mà cái phong trào chống BT bẩn để góp phần chống tham nhũng ấy, ở miền Bắc thì đang nở rộ, và cái thành công lớn nhất là cái BOT Tân Đệ chắn ở trên quốc lộ 10 đã bị dỡ bỏ. Thêm nữa là cái BOT Mỹ Lộc thì đã phải xây một con đường, một tuyến tránh cho người dân Nam Định, và hạ giá vé xuống còn là một nửa. Thì ở trong Nam thì có BOT Cai Lậy và BOT T2 đã dừng thu phí. Đấy là những cái thành công mà không thể chối cãi đối với cái phong trào phản đối BOT 7 chống tham nhũng. Thì cái hồi đấy thì rất là nhiều người quan tâm ở trong Nam cũng quan tâm và hỗ trợ bọn mình, trong đó thì có anh Huỳnh Minh Lục. Thì anh ấy đầu tiên là cũng ra ngoài này, đầu tiên là tặng bọn mình những cái thùng rác ở rừng thổ, và mình thấy nó cũng rất là ưu việt. Sau đó thì là anh có ra ngoài này mấy lần giới thiệu các sản phẩm thì mình thấy là cũng ok. Và về bản thân anh Lục thì cũng hiền lành, tử tế. Và sau đó thì mình gặp rất là nhiều khó khăn khi mà chúng nó bắt chị Huệ một mình. Bà con biết không, chúng nó bắt một mình tả sung hữu đột giữa một đống công an, không có một người nào giúp đỡ. Mình nói mấy tiếng hồ mình khát nước mà xin một cốc nước mà cũng không ai mang cho nhá. Đấy là cái hôm 16 tháng 10, đêm 16 tháng 10 nó bắt. Thì cái đợt đấy là nói chung là một, gần như là mình nó bắt anh Nam, bắt chị Huệ, bắt rất là nhiều người, thì là một mình phải xử lý mọi công việc. Và lúc đó thì là mình được các anh chị cũng hỗ trợ cái phần nào đi lại, tại vì là mình đi xe thì mình lái xe bằng thì mình có lâu rồi,
bằng B2 mình có lâu rồi, nhưng mà lái xe mà đầu óc mình cứ nghĩ chuyện nọ chuyện kia và quá nhiều cuộc điện thoại như thế thì nó sẽ rất là dễ bị tai nạn. Nên là những cái lúc mà mình đi đâu có quan trọng, những cái việc quan trọng là mình thường là nhờ anh chị em lái hoặc mình thuê lái xe. Mình thuê lái xe thôi, lái xe của mình. Có những lúc thì là anh chị em lái hộ mình, thì là anh Lục là một trong những cái người mà hay ra bay từ trong Nam, thực ra là rất là nhiệt tình, bay từ trong Nam ra ngoài Bắc này để chở mình đi chỗ nọ chỗ kia. Tại vì là anh cũng có bằng lái mà đi xe rất là cẩn thận, rất là nhiều lần. Và anh trước khi chị Huệ bị bắt thì là cũng có mối quan hệ rất là anh em thân tình, và anh coi chị Huệ như là em gái. Thì mình rất là trân trọng những cái tình cảm đấy. Đấy là lý do vì sao là mình nhận lời là mình làm đại lý và bán cái sản phẩm thùng rác thông minh cho anh Lục ở ngoài Bắc này. Trên đời ấy, nó có rất là nhiều mối quan hệ, nhưng mà mình chơi với ai mà mình cảm thấy tốt thì mình chơi nhiều, và đấy là cái quyền tự do của mình, chứ đéo đứa nào nó cấm mình được nha. Chẳng đứa nào nó cấm mình được, và mình cũng không phải chịu trách nhiệm vì những cái hành động của người ta trong tương lai. Các bạn chơi với ai, các bạn có biết rằng trong tương lai người ta thế nào đâu, đúng không? Giống như kiểu mình chơi với con cà phê, với thằng Hiếu Ngáo ấy, lúc đầu chị Huệ chơi thân với nó thì mình thấy chị Huệ chơi thân thì mình cũng chơi, mình đâu biết nó lại lừa thầy phản bạn, trốn chúa lộn chồng, bán cho nuôi miệng, mình không biết. Thì sau đấy, sau khi mà mình lo xong hết cái công việc cho chị Huệ, từ sơ thẩm, phúc thẩm xong rồi là chuyển trại giam cho chị Huệ, rồi là đi thăm, thì gần như là công việc là nó cũng hòm hòm. Xong là anh Nam lại ra trại nữa thì mình cũng đỡ, mình đỡ nhiều việc lắm. Thì anh Lục thì lại bị cuốn vào trong những cái hoạt động ở trong miền Nam, và những cái hoạt động đấy thì mình nói thật là mình không thể, mình không thể để ý hết được, và mình cũng chẳng thể theo dõi hết được. Nhưng mà mình cũng có nói với anh Lục là cái việc nào mà mình cảm thấy là mình làm được thì mình hãy làm, và mình hãy bon chen, còn việc nào mình không biết thì thôi, hóng làm gì chẳng mang lại kết quả gì và hại mình hại người. Đấy, mình có nói như vậy. Sau đó thì cũng chẳng biết thế nào, nhưng mà đến cuối cùng là cái đợt 20 tháng mấy đấy thì rộ lên cái vụ của Lê Chí Thành và cái xe trên đường gì nhỉ. Nói chung là cái clip đấy mình cũng chẳng xem. Mình không có khoái cái vụ giám sát cảnh sát giao thông. Mặc dù là những cái đấy nó rất là tốt cho cộng đồng, nhưng mà cái bản thân mình là mình phải hứng thú cái nào thì mình làm cái đấy. Người ta bảo là biết thì thưa thớt, mà không biết thì dở cổ mà nghe. Mình không biết về cái đấy, mình không theo dõi. Và cái vụ Lê Chí Thành bị kéo xe ở trên cái đại lộ xa lộ Hà Nội thì mình cũng không biết gì đâu, mình chưa xem nhá. Mình chưa xem kể. Nhưng mà cái hôm 23 thì thấy anh Lục anh gọi cho mình bảo là anh vừa bị bắt. Anh vừa bị bắt và hay anh đi đòi người đấy. Thì lúc đấy mình mới để ý và làm gì mà lại lún sâu đến nỗi mà liên quan như vậy. Và khi mà cũng xem có xem qua thì cái clip đấy thì chỉ đơn giản là hôm 20 tháng 3 thì ở trên xa lộ Hà Nội thì anh Lục không có mặt. Mà nó khởi tố cái vụ án liên quan đến việc là chống người thi hành công vụ thì nó chỉ được xử quanh quanh vụ đấy thôi. Đừng có dây cà ra dây muống. Thứ hai là cái hôm 23 thì mình cũng có xem clip hôm đấy thì anh Lục anh chỉ lái xe thôi. Anh Lục lái xe cũng giống như là anh ấy ra anh lái xe cho bọn mình vậy thôi. Anh có bằng lái thì người ta thuê đi đâu anh lái đấy, nó chả ảnh hưởng đến bố con thằng nào, và cũng không thằng nào được cấm. Thế mà khi mà công an đội 363 hay cái gì đó yêu cầu là kiểm tra giấy tờ hay gì thì mình không bàn được cái việc đấy. Nhưng cuối cùng là mình thấy anh Lục có xuống xe. Anh Lục có xuống xe thì về cơ bản là cái hành vi của anh nó không cấu thành tội phạm chống người thi hành công vụ hay là cái gì đó. Nhưng mà công an thành Hồ nó làm thế nào thì đợt tới chúng ta sẽ có những cái thông tin mới nhất từ phía luật sư. Còn cái bản thân mình khi mà mình tham chiếu cái bộ luật thì những cái hành vi của anh Huỳnh Minh Lục nó không cấu thành cái tội gì cả. Còn cái việc mà chúng nó có bắt vào đấy ép cung nhục hành hay không thì lại là chuyện hoàn toàn khác các bạn nhá. Mà anh Lục mất tích 2 ngày, gia đình không biết, luật sư không biết,
Vậy thì cái việc khai ở trong trong việc khai ở trong 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 công an quận hay là công an thành phố là cái việc đấy là không có gì chứng minh là anh Lục không bị ép cung nhục hình. Thì mình cũng nói qua vậy thôi, nhưng về cơ bản là mình thấy cái hành vi của anh ấy rất là nhẹ nhàng, chẳng có gì cấu thành tội phạm cả. Nhưng mà cái điều đáng nói ở đây là mình thấy là anh Lục thực ra là một người cũng rất là hiền lành và cũng có nhiều cái đóng góp cho cộng đồng. Mình không biết là những cái người khác thế nào, nhưng cái riêng vụ chị Huệ thì là những cái nỗ lực của anh ấy thỉnh thoảng chở mình đi đi nọ đi kia các thứ thì là mình rất là trân trọng. Vì thế nên là khi mà anh Huỳnh Minh Lục mà gặp khó khăn thì là mình thấy rằng là trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ. Chứ bạn bè mà những lúc khó khăn mà bỏ đi hết như thế thì đấy chỉ là bè thôi chứ không phải là bạn. Đấy là lý do vì sao mà những cái lúc này là mình thực sự là mình cũng rất là mệt, mình cũng chuẩn bị sắp sinh rồi nhưng mình vẫn cố gắng live stream hoặc là đi bán hàng để tiêu thụ các cái sản phẩm cho anh ấy để có đồng ra đồng vào mà thuê luật sư. Bản thân mình thì cũng hỗ trợ tiền thuê luật sư nhưng mà nó cũng không thể nào mà đủ được. Vì thế là mình tiếp tục live stream bán hàng và các cái sản phẩm thùng rác thông minh như thế này thì mong bà con cũng giúp mình xe sang các cái nhóm bán hàng và hỗ trợ, và nếu như mà có nhu cầu muốn mua thì là mua ủng hộ cho anh Lục, cũng như là mua cái ủng hộ các cái sản phẩm cho anh Hải Văn Nam. Thực ra là sau những cái công cuộc chống BOT bẩn và những cái mọi người làm rất là nỗ lực vì cái sự công bằng minh bạch cho cộng đồng thì mình thấy là khổ gian nan lắm, tại vì người dân Việt Nam nó cứ như kiểu đàn cừu ấy, dửng dưng như là việc của ai ấy. Thậm chí là các anh chị em bị ví dụ như anh Trung Châu Hữu Danh hoặc là nhóm Báo Sạch ấy bị bắt thì cười hớ theo điều 331 đấy, nhưng mà chúng nó không hiểu rằng là cái điều 331 nó có thể bắt được bất cứ một người nào, nó không cần chứng minh nha. Cái điều luật đấy nó không cần chứng minh, nó vơ cả gốc lẫn ngọn. Thế nên là mình mới bảo là cái dân trí của Việt Nam nó quá thấp và nó chỉ mang cái tập quán bày đàn là nhiều thôi, chứ còn cái suy nghĩ và cái cách nhìn sâu xa hơn thì không có, là đấu tranh cho công bằng xã hội còn khuyết, mệt lắm. Và mình thì chắc là mình cũng đuối, không thể nào mà đấu tranh khi mà những cái việc mình cố gắng làm vì cộng đồng và không được mọi người trân trọng và đón nhận. Thậm chí là mình không bàn đến Lê Chí Thành, thực ra thì bạn đấy là mình không biết. Thứ nhất là vì là Lê Chí Thành là công an, thế nên là một số lần có ra Bắc và cũng anh Lục bảo là có muốn gặp mình nhưng mà chưa lần nào mình gặp. Mặc cảm và cái quá khứ làm công an nó làm cho những cái người như bọn mình, như những anh chị em mà thiên về cái việc đấu tranh cho những cái quyền tự do dân chủ, human right, thì họ rất là dị ứng với công an, rất là dị ứng với công an, kể cả trước hay là sau thì đều không thích gặp. Nên là mình cũng chưa một lần gặp bạn ý. Nhưng mà cái mình đánh giá cao là cái khí phách của bạn ấy, và mình thấy là bạn đấy là người có bản lĩnh đấy. Người ta bảo là khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Nhiều người đi với hết luật sư nọ hết luật sư kia mà đến lúc mà bị công an nó gọi vào, chưa uống hết một tuần trà mà đã đái ra máu, thì thực sự là không có bản lĩnh. Và tốt nhất là nếu mà không đủ bản lĩnh như vậy thì đừng đi, làm ảnh hưởng đến mình, đến người khác. Còn Lê Chí Thành thì mình thấy là bạn khá dũng cảm, tuy nhiên là hơi bằng bột chút xíu.
Nhưng mà vào trong nhà tù cộng sản thì sẽ được rèn luyện cho trở thành nên người thôi, nên người theo một cách đúng nghĩa đấy nhá. Mình cũng mong là cộng đồng quan tâm đến đến bạn ấy và gia đình bạn ấy. Tại vì mình thấy là nói lại với mình là lúc bà bạn ấy bị bắt là mẹ còn đang một đống bị đuổi ra khỏi nhà, không cho thuê. Và lúc bạn ấy bị bắt thì là hai mẹ con vẫn còn đang cả cái xe đồ, chở trên xe đồ để đi khắp các cái thành hồ để tìm chỗ trọ, vì chỗ nào mà đặt chân đến thì là công an cũng đến để đe dọa chủ nhà. Ở trong đấy thì mình không biết là thành hồ, công an thành hồ nó có sức mạnh thế nào, nhưng ở ngoài này bọn mình cho thuê không ai có ý kiến. Thứ nhất là nhà cửa chúng tôi cho thuê, chúng tôi đóng thuế nha, có cái dịch vụ kinh doanh cho thuê, thế nên tôi cho thuê ai không phạm pháp luật là được. Còn nếu mà đã phạm pháp luật thì phạm luật thì phải mang quyết định tạm giữ hoặc là mang quyết định bắt giữ đến thì tự xử, chứ còn ngoài này can thiệp như thế là không có đâu. Tôi thấy qua cái vụ Lê Chí Thành và Phạm Đoan Trang ở trong đấy thì công an thành hồ gớm hơn là công an Hà Nội nhiều. Bản thân bọn mình ngoài này cũng chưa bao giờ gặp cái trường hợp như vậy. Thì thấy thương bác ấy, vì bác ấy là cũng già rồi mà con thì cũng rất là yêu đảng, yêu bác. Lê Chí Thành các bạn biết rồi, mỗi lần live stream đều bác Trọng ơi, bác Phúc ơi, rồi các loại bác ơi cứu cháu. Nhưng mà họ có cứu không? Mình cũng như vậy, trước vụ Đồng Tâm thì mình cũng các bác ơi, nhưng mà sau vụ Đồng Tâm thì không thể các bác được. Tại vì là biết phạm tội mà bao che cho tội phạm thì còn khốn nạn hơn cả những kẻ phạm tội. Mình bán hàng, bà con hãy vì cộng đồng một tí, mua cho anh Hùng Minh Lục các cái sản phẩm thùng rác thông minh của anh ấy, để anh ấy có chút tiền trang trải luật sư, cũng như là mọi người phải chia sẻ với họ những cái lúc họ khó khăn như thế này. Tại vì bình thường thì cũng chẳng ai mà rảnh háng mà đi giám sát hay làm những cái công việc như vậy nếu nó không có tiêu cực. Còn các bạn bảo cảnh sát, còn các bạn bảo con sâu gặm tiền ở Việt Cộng á, xứ Việt Cộng mà không ăn tiền á, mình buồn cười lắm, buồn cười phát nôn người lên. Nó có tham nhũng, có sai phạm, có ăn hối lộ, ăn vặt, ăn không vặt rất là nhiều thì người ta mới giám sát. Mà người ta giám sát thì cái mức độ rủi ro của người ta rất là cao. Khi người ta gặp những cái lúc mà khó khăn cơ nhỡ như thế này thì cộng đồng phải đứng bên người ta. Mọi người nhìn thấy Myanmar đấy, một người ngã xuống cả trăm người đứng lên. Còn Việt Cộng, xứ Việt Cộng này, một người ngã xuống thì 100 thằng nó cười. Nhưng mà nó không hiểu được rằng là cười người chớ vội cười lâu. Cười người hôm trước là hôm sau người cười đấy. Nếu như không có những người như Lê Chí Thành, như là mình không ví Lê Chí Thành với chị Huệ, tại vì mình không theo dõi Lê Chí Thành, mình không biết. Nhưng mà nếu không có những người như chị Huệ, chị Nguyễn Thúy Hạnh và rất là nhiều người nữa, thì tội ác nó sẽ lên đến đâu? Nó sẽ lên đến đỉnh. Tội ác nó không chỉ gây ra bởi những kẻ thủ ác, mà nó còn do cả sự im lặng của những người tốt nữa. Nên là mong mọi người hãy bớt một chút cái quan tâm dành cho anh Hùng Lục, mua các sản phẩm của anh ấy để hỗ trợ. Bản thân tôi thì tôi cũng cố gắng hỗ trợ anh ấy chi phí phần nào, nhưng mà một mình để cái chi phí luật sư, nhưng mà một mình tôi là không thể. Tôi hết hỗ trợ bên này, hết hỗ trợ anh chị em này, hỗ trợ anh chị em kia. Một tháng bình quân là tôi mất từ 3 đến 5, có những tháng là 6, 7 triệu. Tiền tôi từ thiện, tiền tôi giúp người nọ, giúp người kia. Nhưng mà một mình tôi thì nó thực sự là như muối bỏ bể. Chứ còn mấy cái thùng rác của các bạn, thùng rác này là tôi bán hộ tất cả các cái đồ. Là tôi bán hộ, chứ nhà tôi không đói, không khát để phải làm những cái này nha. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi ì ra, kệ xã hội nó loạn, kệ xã hội nó bất công, thì chúng tôi là cái tầng lớp mà cũng không đến nỗi bần hàn lắm, cũng chưa phải chịu hậu quả nhiều lắm bằng cái tầng lớp dưới đáy xã hội đâu nha. Nhưng cái bạn lái xe, công nhân, nông dân,
buôn thúng bán bưng là những người phải chịu trước đấy. Thế nên là đừng nhìn thấy chúng tôi làm những việc như thế mà cười, mà bảo chúng tôi là bao đồng ăn cơm nhà rác tù bà hàng cổng. Thì nếu mà chúng tôi thất bại thì các bạn sẽ là người nếm trải đầu tiên, nếm trải cái sự khốn nạn đầu tiên đấy. Sắp tới thì hôm trước là tôi có thấy đọc là Lê Chí Thành ngoài cái việc nó khởi tố về tội là chống người thi hành công vụ theo điều 330 thì nó lại khởi tố thêm theo điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm hại lợi ích của nhà nước. Thì hôm nọ tôi có bài tôi viết, tôi phân tích rồi. Điều 25 là công dân có quyền, của hiến pháp là công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp báo chí, tự do ngôn luận. Các bạn phải hiểu cái từ đấy nha. Đã tự do ngôn luận thì không có một cái chế tài nào dưới hiến pháp được quyền xâm hại cái quyền tự do ngôn luận đấy. Thế nhưng mà bọn nó vẫn đặt ra một cái điều mà rất là vô lý và nó ỉa đái đến hiến pháp. Đấy là điều 331 lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Đã là quyền tự do rồi mà lại còn lợi dụng, thế làm sao được gọi là quyền tự do nữa hả các bạn? Nó chỉ có thể xử nếu như mình vu khống hoặc mình bịa đặt cái chuyện gì thì nó chỉ có căn cứ vào các điều cái bộ luật hình sự. Bạn biết bộ luật hình sự nó hàng bao nhiêu trong mấy trăm điều để quy tội các bạn. Thế tại sao không sử dụng những cái điều nó rất là rõ ràng, ví dụ như tội vu khống, tội chế nhạo người khác hoặc là gì đấy, mà tội sỉ nhục người khác, mà lại là dùng cái điều mà nó không có một cái nội hàm cũng như cái ngoại diên để chứng minh rõ ràng cái hành vi là thế nào được gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Lợi dụng nhưng có đúng không? Người ta nói có đúng không đã? Người ta nói đúng thì làm sao lại gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ được? Bảo là chống người thi hành công vụ, thế các ông bắt đã đúng chưa? Các ông bắt cái xe đấy đã đúng chưa? Mà nếu mà bắt đúng rồi thì tại sao lại trả xe? Nếu bắt đúng rồi thì cứ thế mà giam giữ xe, chứ tại sao lại phải trả xe mà phạt hành chính, đúng không? Thế là mình sai mà lại lấy cái sai khác của mình để lấp liếm. Thì đấy không gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ, mà đấy là lợi dụng chức vụ, địa vị để xâm hại người khác. Đấy, tôi không quan tâm cái việc Lê Chí Thành nó làm là những cái việc cụ ti gì, thì nó ở trong Nam, tôi ở ngoài Bắc, tôi làm sao mà biết được. Và tôi cũng gần như là không bao giờ xem các cái livestream của Lê Chí Thành luôn. Nhưng mà cái đấy nó liên quan đến anh bạn tôi, anh Huỳnh Minh Lục, thế nên là tôi có nghĩa qua và tôi thấy nó cũng chẳng có cái gì được gọi là cấu thành lên tội là chống người thi hành công vụ cả. Ở ngoài Hà Nội này, thằng bộ đội không biết có chức vụ gì không, tát vỡ mồm một thằng công an khi mà nó ra nó nhắc nhở là không được đỗ xe, không được ngủ và không được đỗ xe ở gần ngã tư. Thế đã khởi tố chưa? Ở trong Nam không biết chỗ nào đấy, hai thằng cảnh sát đánh vỡ mặt hai cái người của hai YouTuber thì nó nghĩ rằng là đang giám sát nó. Thế là trong khi là họ chỉ đi quay cảnh thiên nhiên để đăng YouTube. Nên những cái hành vi đấy đã khởi tố chưa? Nó nặng hơn nhiều nhá. Nó nặng hơn nhiều cái hành vi của Lê Chí Thành nhiều. Bằng một cái điện thoại và một cái chai nước thì nó không thể cấu thành nên là cái tội chống người thi hành công vụ được. Nhưng mà cái việc đấy nó cũng không quan trọng bằng cái việc anh bạn tôi là chỉ lái xe đến đón và có xuống xe khi yêu cầu thì lại bị khởi tố chung. Thế nên nó là một cái điều rất là vô lý. Đấy gọi là vơ bèo vặt tép, bới lông tìm vết và cố tình đẩy người ta vào chỗ chết khi mà người ta không làm cái gì phạm tội. Về cơ bản là công dân có quyền làm những gì pháp luật không cấm, và cán bộ công chức nhà nước thì chỉ được làm những cái việc gì luật pháp cho phép. Đấy, nó là sự khác nhau nhá. Chỉ được làm những cái việc gì luật pháp cho phép thôi. Còn chúng tôi, nếu chúng tôi không phạm luật, anh Lục không bị chế tài quản lý, không bị làm sao, thì việc anh ấy đi là ai thuê anh, là anh lái chở đi đâu anh chở, đơn giản thế thôi. Chứ có cái gì mà gọi là chống người thi hành công vụ cả. Và cái hành vi của anh ấy, hành vi của người nào xét hành vi người đấy. Nếu như chống thì người ta có xuống không? Khi người ta chở trên xe người ta xuống rồi thì không thể gọi là chống được. Nói chung cộng sản không hành xử theo luật, nói nó khó lắm. Nhưng mà tôi cũng mong rằng bà con quan tâm đến anh Huỳnh Minh Lục,
nhất là già cả rồi, người thì như cái xác ve ấy, và nếu mà ăn cơm cộng sản nuôi thì chắc là không còn đường về, vì rất là yếu, bệnh tật đầy người. Đáng nghĩa là bằng cái tuổi đấy thì cũng không cũng thôi, để mặc nước chảy bèo trôi đi, tham gia với những cái hoạt động vì cộng đồng làm gì để cho nó khổ. Nhưng mà nếu như ai cũng nghĩ như vậy thì không ai là người giống dấn thân cả, và cũng không ai là người đặt cái nền móng đầu tiên cả. Thế nên là việc thì nó đã cũng nhỡ rồi, và bây giờ thì chúng ta hỗ trợ bằng những cái cách mà chúng ta có thể làm. Đấy là tiêu thụ các cái sản phẩm cho anh ấy để có thêm đồng ra đồng vào để chi phí luật sư. Bà con chia sẻ sang các group khác cho mình nhá, mà mình giới thiệu từng các cái sản phẩm một. Mệt, rất là mệt rồi, đáng nghĩa là những cái lúc như này mình không nên không nên căng thẳng, thì để cho con sinh ra nó không bị nhăn nhó. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ có những con súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng bào để liếm láp cái bộ lông của mình, và tôi thì là con người, không thể thấy anh chị em chịu bất công như vậy mà kệ và tránh lúc này có tránh được lúc khác không, khi chúng nó tạo dựng nên một cơ chế chỉ ăn cướp như vậy. Các bạn tránh lúc này không thể tránh được lúc khác, và nếu nó vào nhận thẳng nhà các bạn cướp mà nó đã tạo ra tiền lệ là xung quanh nó im lặng để một mình các bạn chết, thì có kêu thế kêu nữa thì cũng chẳng tác dụng gì. Đấy là sự im lặng của bầy cừu đấy. Tôi bán hàng nhá. Cái sản phẩm này là rất là ưu việt. Thực ra là mọi người cũng mua nhiều rồi, tôi bán phải được 2 năm rồi. Những cái sản phẩm này được khoảng 2 năm rồi, các bạn cũng biết rồi. Tôi bảo hành 1 năm, và những cái người nào mà có sai hỏng mà liên hệ với tôi. Thứ nhất là để mua cái loại khác nếu như mà sai phỏng từ phía các bạn. Còn nếu mà mua trong vòng 1 năm thì sai hỏng từ nhà sản xuất thì tôi đổi cho các bạn. Vì từ trước giờ các bạn nhìn thấy đấy, tôi là một người mà không thể xấu mặt ở trên cộng đồng được, nên cũng chẳng thể buôn gian bán lận được. Nếu mà có ai có vấn đề gì, mọi người bóc phốt một phát là chết ngay. Thành ra là khi mà tôi đã bán 2 năm rồi mà không có cái chuyện gì thì có nghĩa là cái sản phẩm này nó được bảo chứng nhá. Mệt quá. Em mệt lắm rồi. Đây là cái thùng 8 lít nhá. Ở trong này nó có một cái xô xách như thế này này. Đây, ở trong nó có một cái xô nhựa như này để các bạn để rác. Còn bên ngoài nó là thép không rỉ. Đây, cái xô nhựa như này các bạn để rác thoải mái này. Thể tích của nó là 8 lít. Đấy, rất sạch sẽ, các bạn đổ rác ở trong này, bã chè hay là những cái rác mà có nước ấy thì để thoải mái. Sau đó mang đi lấy, nó có sách, giỏ sách như này. Chắc nó hết pin. Mang đi đổ, sau đó lại cho vào. Và nó cảm ứng ánh sáng là 5 giây, đóng mở sau 5 giây nó có cái tắt bật đằng sau. Cái sản phẩm này là tôi đang bán là 550.000. Nhưng mà vì là trong những cái lúc này rất là cần thiết, cần chi phí cho anh Lục, nên là tôi giảm tất cả cái sản phẩm này là 50.000, giảm đều nhá, cho tất cả các sản phẩm nhá. Đây là bây giờ là tôi bán 500.000. Cái này là nó chạy bằng pin, pin bình thường ấy, pin con thỏ ấy, pin pin đại, pin trung hoặc pin tiểu, mua ở cửa hàng chỗ nào cũng có, và giá là 500.000, bảo hành 1 năm, pin thì 6 tháng là thay pin một lần. Đó, đây là cái thùng 8 lít, giá 500.000. Tiếp theo là cái thùng 12 lít, có 3 dạng, 3 loại như này. Thùng 12 lít là đợt trước là tôi bán là 650.000, nhưng mà tôi cũng sẽ giảm 50.000 một thùng là 600.000. Đây, tôi ghi 650.000, giảm cái đợt này, tất cả đều giảm hết, 600.000 một thùng. Cơ chế hoạt động của nó thì cũng
nó cũng vẫn như vậy. Đây, nó bên ngoài nó là thép không rỉ và bên trong và nó là cái thùng rác cảm ứng đóng mở sau 5 giây và cái cảm ứng của nó thì ở trên nắp. Cái thùng rác này thì mình thay như thế này. Các bạn bỏ cái nắp thùng rác ra. Đây. Đấy, các bạn bỏ nắp thùng rác ra và cái này thì nó không có cái thùng nhựa ở bên trong, nên là khi mà các bạn cho những cái túi bóng bạn mua siêu thị Bixi các thứ đấy vào thì là cái dụng cụ này để kẹp cái nắp túi bóng này, kẹp cái miệng túi bóng cho nó khỏi rơi, khỏi tụt này. Sau đó thì là lại đậy nắp lên và vì nó cảm ứng nên là nó chỉ các bạn chỉ cần phải giữ gìn ở trên cái nắp của thùng rác để cho nó khỏi nước nó vào cái bộ phận cảm ứng này thôi, còn ở dưới các bạn sử dụng thoải mái vì nó là thép không rỉ. Đây, tất cả những cái này là tôi đang bán hạ giá là 50.000 một thùng. Bây giờ hạ giá bao nhiêu cái? Tất cả cháu hạ 50.000 một chiếc. Thế là cái kia là bao nhiêu? Cái này là 500. Cái xương 550, cái này 650, cháu hạ tất cả. Vâng, anh Lục anh ấy vướng lao lý nên là cháu phải bán hết để lấy chi phí thuê luật sư ra nhé. Cô biết anh Lục rồi thì ông đấy. Đấy. Sao vậy? Đấy, thì đấy, đi ra bán thùng rác này. Sao bây giờ cộng đừng sao không hỏi được đâu. Đừng hỏi cộng sản vì sao nhá. Đây. Đây nữa này. Đây là cũng thùng 12 lít thì là cái thùng này thì nó lại có cái thùng ở bên trong nhá, thùng con bên trong nhá. Cái thùng rác con bên trong như là cái loại thùng 8 lít này, này tôi giới thiệu các bạn này. Nó có cái xô sách tròn tròn nhỏ xíu như này nhưng mà thể tích là 12 lít đấy các bạn. Đựng bên nhà. Đây bằng nhựa nhưng mà trong này nó bằng inox. Tất cả là bằng inox. Đấy. Sau khi các bạn đổ rác thì lại vứt ở trong đấy. Và cho nắp thùng lên đây. Đóng mở sau 5 giây. Thùng này cũng là thể tích 12 lít nhá. Tôi cũng đang giảm còn 600.000 thôi. Và cái thùng này cũng vậy. Cái thùng này là cũng thùng 12 lít. 600.000 nhá. 600.000, còn đây là cái thùng 15 lít thì nó cũng giống như cái kia. Tôi cũng giới thiệu cũng về cơ chế hoạt động nó cũng như vậy. Ở ngoài cũng là thép không rỉ, chạy bằng pin, cảm ứng ánh sáng. Đều là như thế. Tôi bảo hành 1 năm nhá. Trong ấy tao gọi điện về nhà máy không được. Người ta đến đây tao gọi điện nhưng mà không bảo máy. Còn một cái thùng 24 lít nữa tôi quên, tôi không mang ra đây. Cái thùng 24 lít là thể tích của nó là chứa 24 lít và tôi đang bán 950.000 nhưng cũng sẽ hạ xuống còn 900.000. Bà con mà mua hai cái sản phẩm thì lại hạ thêm được 50.000 nữa. Đấy, hạ thêm 50.000 cho hai sản phẩm. Tôi cần tiêu thụ hết các cái sản phẩm cho anh Lục để hỗ trợ anh những cái lúc khó khăn như thế này. Chứ còn bình thường thì tôi cũng anh ấy giao bán bao nhiêu tôi bán bấy nhiêu vì tôi cũng bán hộ thôi. Đấy. Mong bà con ủng hộ nhá. Những cái sản phẩm này thì về nó kiểu dáng của nó rất là lịch sự và đẹp. Mà nhà có trẻ nhỏ thì sạch sẽ lắm vì nó không bay mùi ra ngoài một tí nào luôn. Nó không có mùi rác ở bên cạnh, các bạn để bên cạnh bàn uống nước hoặc là ở phòng ngủ hoặc là bàn ăn các thứ ấy thì nó mùi rác nó không bay ra ngoài và nó sạch lắm. Nó sạch và sử dụng dễ dàng. Nó là thép không rỉ nên là nó bền. Nó bền các bạn để thoải mái. Một năm chưa hết một viên pin, hai viên pin thôi. Đấy. Cô ở đây bên cạnh cô cũng bán cà phê và cô cũng mua cho mình mấy cái mà dùng rất là bền nhá. Ok lắm. Chua, em cũng muốn làm ổ lắm chị ạ. Cũng muốn chỉ vui thú điền viên và con cái để về. Thế nhưng mà ông ơi mày, hôm nay ta sang ta hỏi có thùng rác thì mày được ưu tiên bớt 50.000 đây, còn có 500 có lấy không? Chỉ có những con súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng bào. Thế nên thành ra là mình cũng đang rất là cố gắng. Đang rất cố gắng. Thì bà con mà có nhu cầu những cái sản phẩm này, nhà ai mà chả phải dùng thùng rác. Thùng rác ở ngoài thì nó rất là đều, nó giòn. Và muỗi dĩn hoặc là ruồi nó bay ra bay vào rất là kinh. Mà nó không sạch. Và thứ hai là nó không đẹp.
nên là những cái thùng này là cho nhà nào mà khá giả một chút thì đều có thể dùng. Đấy thì mình giới thiệu qua rồi. Mình bán tại 221 Trần Thái Tông là cửa hàng của mình. Còn nếu như mà bà con ở, mình ship toàn quốc, nếu bà con có nhu cầu thì có thể để lại cho mình địa chỉ, số điện thoại. Đấy. Địa chỉ, số điện thoại để mình ship nhá. Quên, để cảm ứng nó trên mặt. Đấy, các bạn có thể ví dụ tay các bạn bẩn mà đang cầm rác rồi, các bạn có thể lấy chân dơ lên và cho rác vào, không hề bẩn và không ảnh hưởng gì đến tay chân. Nhất là nhà nào mà có con thơ con nhỏ là dùng cái này rất là tốt, vì dĩ muỗi ruồi là nó không thể bay vào được luôn, nó cứ 5 giây cảm ứng nó đóng lại. Thế nhá, đây là cái sản phẩm thùng rác, còn đây là cái sản phẩm của anh Nam, anh Hà Văn Nam, thì mình vẫn bán, vẫn đang làm đại lý cho anh Hà Văn Nam, đại lý bán lẻ cho anh Nam nhá. Thì bà con mua thì có thể đến 221 Trần Thái Tông, thành phố Nam Định, hoặc là đấy là mình bán lẻ ở cái sản phẩm này là mình của anh Nam là mình chỉ bán lẻ thôi, không bán buôn. Bán buôn thì các bạn có thể liên hệ với Hà Văn Nam, còn bán lẻ thì là mình ship cái sản phẩm này toàn quốc, ai mà có nhu cầu thì mình đều có thể gửi hàng được. Đây là tẩy kính này, tẩy kính là 230.000, tẩy inox thì là 185.000, tẩy dầu mỡ là 165.000, còn một cái tẩy sứ, tẩy bồn cầu vệ sinh nữa thì cũng là 185.000. Bốn cái sản phẩm mình đang bán cho anh Hà Văn Nam ở đây dùng rất là tốt, thì bà con mua ủng hộ anh Nam nhá, để cho anh ấy khởi nghiệp lại. Chứ còn lại cứ nói yêu quý, nói lắm nhưng mà không giúp được đỡ gì, nói mồm nói miệng, hương mồm hương miệng chẳng tác dụng gì. Đấy, cái này là cháu để bụi ấy, còn không nó bằng inox mà nó trắng sáng. Thì cô cứ thấy ai cô giới thiệu cháu nhé. Hôm đó là lấy hai chiếc này thì tao để trong công ty Đà Nẵng. Thế là tao bảo tao không gọi điện về được đâu, nó thế hôm nào chị về hôm nay gọi điện nó lại đi du lịch cầm vũ rồi đây. Thế lúc nào nó về đây thì cô lại bảo sang lấy cháu cho để góc này này nhá. Rồi tao yên tâm tận tay. Đây, thì mua giúp cho anh Lục đây còn gì nữa à? Thế thì biết tao là ngồi từ tao là người nhiệt tình nhất còn gì. Chả vậy. Sống tử tế thế thì ai chả quý nhỉ? Thế là mẹ, giúp để mẹ. Đúng. Này, thật thà là cha mẹ đẻ đấy. Đúng rồi. Cha của lừa đảo đấy. Thế nha bà con nhá, mình bán những cái sản phẩm này cho anh Lục thì bà con mua ủng hộ đi. Anh ấy cũng là một người hiền lành tử tế mà lại có rất là có tâm với cộng đồng, mặc dù là công việc xinh hơn à, mặc dù là gặp tai ương như vậy, nhưng về bản chất là vẫn là một người tử tế, thì mong bà con hỗ trợ và ủng hộ nhá. Nha, xin chào nha mọi người, chia sẻ xong các cái group bán hàng cho mình nhé. Đời rất là lạ là khi mình nói mọi người là học luật đi, học luật để đối phó với chúng nó, ai cũng gật, ai cũng ok lắm, nhưng mà khi mà va vào rồi là một chữ bẻ đôi không biết. Người ta bảo là khôn ngoan đến cửa quan mới biết. Mọi người đi cùng với mình, đi nhiều với mình thì cũng phải biết một tí chứ. Chứ cứ có những cái gì bắt đầu là Thủy ơi, hút xa gà chết án tại hồ sơ, gọi mình tác dụng gì, chẳng tác dụng gì cả. Thế nhá, xin chào.